Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo quen thuộc. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên. Chào mọi người đây. Chào mọi người. Lúc chào mọi người. Rồi, chọn đảo đi. Ngày hôm nay thì không có H3 các bạn đây. Đấy, ngày hôm nay là vẫn là ba thanh niên quen thuộc. Thì chắc là chọn đảo vàng đi. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tham gia cái mini game bảo vệ giường với cả Lucky Block Iron Man. Bạn biết Iron Man không? Trời ơi, siêu anh hùng Iron Man. Đấy, người sắt các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ gọi là trang bị cho mình những cái món đồ của người sắt. Nói chung là ở đây thì có rất là nhiều những món đồ người sắt, nhưng mà hình như là phải trang bị đầy đủ chuẩn một set đồ thì mới có khả năng gọi là có khả năng đặc biệt đến từ người sắt đấy. Nên là mọi người liệu mà tìm nhiều lắm. Nhiều lắm. Hình như có 20 set đồ lận đến, thế nên là tha hồ. Ui ôi, Lucky Boy tha hồ. Ui, mọi người 20 set đồ thật đấy. Phải tìm đúng, nói chung là đúng với cả đủ quần áo, giày, mũ biết. Đấy, không biết là phải không ta. Được nha, mình thử xem. Ui rồi, thử xem nếu mà nó cộc lệch xem nó có được không các bạn ạ. Chứ ai biết trước được. Ui, bốn đôi giày luôn ạ. Quê thật. Cộc lệch cũng được hay sao ấy. Cộc lệch cũng được á. Hình như thế. Thanh niên, ui đè xem nào. Được. Cộc lệch cũng được này. Ui, anh mặc cộc lệch vào bị đi chậm luôn. Rồi luôn. Hình như nhưng mà cộc lệch không có kỹ năng các bạn ơi. À đây có kỹ năng. Rồi. Ui, mình thử đi là mình có thể fly được con này. À nhưng mà không. Thử nha, xem thử có vũ khí tấn công không ta. Thanh niên nào đây? Ui. Không đi được, đang bị chậm quá. Bạn thanh niên banh ghê ra mà luôn. À cái này là mở mũ các bạn ơi. Trời ơi. Thử xem. Thanh niên này đang nào. Ui thanh niên khỏe quá. Thanh niên này làm sao? Đang bị đi chậm. Tính ra còn không chết các bạn, không tiêu diệt được thanh niên banh nữa. Đây hết đi chậm rồi. Bay được rồi. Rồi mình phá giường các bạn đây. À tính ra Iron Man được ghê quá nhở. Ông Poi à, sức mạnh của Poi thần. Thế nào? Ui Poi này không có sức mạnh rồi. Thế giờ các bạn ơi, chắc là mình sẽ phải về kiếm vũ khí rồi. Thế này ai cũng có một cái set đồ rất là đơn giản, nhưng mà cái quan trọng là cũng phải tìm vũ khí tiêu diệt cơ. Rồi phải tìm vũ khí tiêu diệt các bạn ơi. Đây tôi có cái kiếm sắt đây, từ từ ạ. Ghê quá. Rồi xem nào, mình sẽ cố gắng là tìm một set đồ hoàn chỉnh, nó cũng tăng cho mình rất là nhiều cái lợi thế đấy. Đây là có ngoài một thanh kiếm kim cương. Chết, kiếm kim cương làm gì thế à? Thế là đã mất giường. Mất giường cho sang phá. Tầm này cũng không chết được đâu mà. Ai cũng có một set đồ Iron Man rồi các bạn ạ. Hồng núp ơi, có cái thuốc Yêu cái đây lần trước không nhỉ? No. Trời ơi, mình vừa chết xong ạ. Ui mày quá, chưa mất giường. Cái gì? Có cái thuốc giống của Thor á. Không biết được. Thuốc đấy. Thử xem, tìm ra. Ui ôi, đây là Mark 16 này. Nói chung là có rất là nhiều set đồ vậy. Đây là có quần các bạn ơi. Tính ra là mình có đang có đôi giày level 4. À đôi giày của bộ số 4 chém này. Chém hỏng giáp này, chém cho lùng giáp này. Ê 11 các bạn. Khó chém thế nhỉ. Chém cho lùng giáp này. Uầy, mấy thanh niên đánh nhau các bạn ạ. Nhưng mà mình đang đi tìm những cái set đồ nó hoàn chỉnh, với là tìm vũ khí các bạn ơi. Không thể đấm đến sáng mai. Nhưng đúng mà mình không có cái lõi năng lượng ở trong ấy nhở, ở trong ngực nhở. Ha, hay là mặc hình như mặc cục lạch không có lõi các bạn ơi. Rồi. Trời ơi, 14 ấy. Đây là áo giáp 11 này. Mũ này, ui thế tính ra. Rồi luôn, vẫn thiếu các bạn ơi. Nó toàn bị cục lạch thôi. Khó mọi thật. Người biết Vanh đang đào oxygen bằng cái gì không? Bằng cúp sắt ở trong nước nữa. Ơi, thanh niên đang bị bẫy rồi, thanh niên ra phá đám đi. Đây mình bây giờ phá cái áo này, bị hết năng lượng này. Có mấy bộ áo giáp ở lởm. Mình sẽ cố gắng tìm. Trời ơi, cảm tưởng như kiểu mình đang đào. Hai pin sao đang đấy này. 19 rồi. Sang nhà Vanh, sang nhà Vanh. Nhà Vanh là nhà nào? Nhà Vanh lúc phá giường rồi. Thanh niên ở trong oxygen không ra được. Còn bị đào chậm dưới nước đấy chứ. Thế nên mình nhốt rồi. Thôi không cứu đâu. Thế mình cần đập ra đi. Được cứu thanh niên này. Được cứu. Tìm mai mà xét đồ không được luôn này. Wow. Mũ bè đang có level 4. Thanh niên này. Thanh niên đâu rồi?
đấy, trong đôi giày 11 cũng không có. Vậy sao Vanh bắn ra cái gì này? Vanh nhấn chiêu gì ấy? Phải đồ ra mình sẽ giải thoát cho Vanh. Vanh sẽ gọi ra mít. Nó cũng vừa bị cái bẫy mày thế nào, nó vẫn né được cái ghê thật. Cứ kiểu chạy liên tục ấy, cứ được cảm giác thì vẫn hack, thì vẫn hack. Không, ngoài cứ kiểu né chạy thế là nó lọt qua được luôn ạ. Sao kiếm ra một cái set đồ hoàn chỉnh của Iron Man mà khó thế nhờ, còn vũ khí được mỗi cái kiếm sắt đâu bạn, mệt quá trời luôn. Vẫn là 19 này. Ôi được cái cung. Được cái gì đây? Cung vô hạn à? Cung vô hạn là không có tên. Mình cũng chưa chắc rằng là khi mình có vũ khí đi chăng nữa thì mình có tiêu diệt được mấy thanh niên kia không nữa các bạn ạ. Thế là chúng ta nên thử. Luôn ai ra giải thoát được. À đúng rồi, đặt Lucky Blop ở đây cho nó hết nước đi. Đúng rồi, cứ đặt đi, đặt đi sáng mai. Không hết đâu. Đào mới trong vô vọng. Đào, thanh niên đào à, thanh niên đang đào à. Ua, đào đây khoai lắm. Ui giời. Mình gọi ra Vít tới đây. Mình sẽ gọi ra Vít tới đây cứu. Có thêm mà không bị chết đuối nhở? Lạ thật. Vẫn hạch. Kích. Cái gì mặc bộ đồ nước có tràn vào đâu. Ai trời, tôi tự hủy rồi, mình phải tự sát đã. Thanh niên tự bị đọc kìa. Đó, núp ra đúng ném thanh niên Vanh mà thanh niên Vanh bị rồi. Lại còn đá nần nữa. Thanh niên đập ra cả vết róc luôn. Uầy, đánh nhau đây. Ê, Vanh ra được rồi, đấm cái này ra được rồi. Đánh nhau đây. Đâu, thế nào? Vanh rồi. Đây để Pisa đấm phụ. Còn lâu không bay được lên, chưa ra được. Đâu. Ra kiểu còn lâu. Được một miếng thịt. Kiểu như cảm giác mấy tên niên không bị tiêu diệt đấy các bạn ơi. Tiêu diệt là sao đấy? Ây ạ, ui. Sao? Không xin nhê luôn này, đứng nhìn thôi này. Sao? Rồi ơi. Ôi rồi, bán được không mất tí máu mà đã ghê quá. Rồi, nhìn đây. Lửa, bán. Ây ạ. Mạnh lắm nha, đây để nhìn mạnh trước đi. Thế là tự nhiên sao mình bị dùng cánh rồi. Không bay được rồi này. Hỏng đồ, hết năng lượng. Hết năng lượng ạ. Sao? Bắn. Uầy. Uầy, nhìn anh không thông tin bắn được sao ấy. Có mà. Cách xa 20 và lắm. Uầy. Tính ra là mình đổi luôn. Mình lại bay được rồi. Gì đây? Khó quá này, tiêu diệt nhau rất là khó luôn bạn ơi. Rồi, chắc có lẽ là PVP cái này không ổn rồi. Không, chắc có lẽ rằng là để cái trận sau đi, chúng ta sẽ chuyển qua gọi là bảo vệ giường, nhưng mà đi sưu tập set đồ hoàn chỉnh. Ai sưu tập được set đồ hoàn chỉnh sớm nhất đấy, thì sẽ đi phá giường, được phép là đi phá giường người khác, và phá giường người nào mà người đấy chưa có set đồ hoàn chỉnh người đấy thua luôn đấy. Hợp lý không? Như thế nó hợp lý hơn các bạn. Chứ không thì đánh nhau này, đánh ngày mai chỉ cần một set đồ thôi, nhưng mà không cần hoàn chỉnh là cũng thắng bất tử luôn rồi, đánh nhau rất là lâu luôn đấy. Thế nên là bây giờ chúng ta chỉ cần chúng ta sẽ phải có một cái giường này. Đấy, mà sẽ đặt ở trước cái giường này. Đấy, xem là ví dụ nếu mà người nào mà có được một set đồ hoàn chỉnh, người ta bay tới mà mở giường ra mà không có set đồ hoàn chỉnh là coi như bên đấy bị phá giường và thua nha. Ok, và chúc anh. Hả? Một set thôi, một set đồ hoàn chỉnh thôi. Cho thanh niên banh hẳn 3 set. Trời ơi, 3 set là thua. Tôi tìm các bạn thấy không, mình tìm từ vừa nãy đến giờ còn chưa được một set đồ hoàn chỉnh nữa này, toàn được nửa là khó lắm. Rồi, thôi chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai, và luật chơi ở game đấu thứ hai sẽ khác hoàn toàn so với game đấu đầu tiên nha các bạn nhé. Rồi, ok thì chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai. Mọi người chọn đảo đây, nút chọn Emerald nha. Lapis. Này, mở ra và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với luật chơi mới riêng với cả cái Lucky Block này các bạn ạ. Chứ đánh nhau là không ăn thua rồi. Tôi thấy đánh nhau ở No Hope rồi. Rồi, bây giờ được cái gì đây? Cái dương chưa? Quần. Ui mày quá, tôi lại cái bẫy đây. Rồi. Đây, cái dương thì ai cũng có. Đây, cái dương thì nói chung là cái dương này tí nữa mình lấy sau các bạn. Đây, cái dương làm mày gì quá chưa ai phá dương nhà mình vừa vào cái bẫy. phá dương gì? Bao giờ phải có full một set đồ mới được quyền đi phá mà. Trời ơi, quên áo. Thành nhìn ngáo thật sự các bạn ơi. Bao giờ cứ có đủ một set đồ hoàn chỉnh đi thì mới được quyền đi phá của người khác. Người đấy mà nếu không có set đồ hoàn chỉnh là tính là thua. Nếu mà người đấy là có thì thôi, hoa đó. Đồng giải nhất. Rồi ok, thôi mình sẽ cố gắng các bạn. Sao toàn cái gì không vậy? Mình chẳng cần táo vàng đâu các bạn. Thật sự luôn đấy. Thật sự luôn là chẳng cần táo vàng đâu. Vàng đã vùng đi. Rồi.
tôi phải cố gắng các bạn ơi, đây là cuộc thi sưu tập rồi. Ôi, 18. Ui giời ơi, khó thế. Lại đôi giày đây. Ui giày Iron Man Mark Chu à? Phiên bản 2 à? Ui giời luôn. Mark Fry này. Ơ, mất đồ à? Mất đồ mà, chết mất đồ mà. Mấy cái thì mất hết sạch đồ. Nó phải hấp dẫn thế chứ trời ơi. Wow. Cái này phải được bao nhiêu đi cất hết. Đúng rồi, phải cất nhé. Ui, mắc 14 này. Hai cái 11 này. Khó. 19 này. Mà tôi mặc tạm một set đồ vào để cho nó an toàn. Ui, sao mình mặc cái gì đấy? Mặc cái gì cho nó bị mộng năng này? Mặc không đúng. Có đấy, có cái áo bị mộng năng đấy. Áo mà đầu tiên đấy. Đúng rồi, áo phiên bản. Rồi này. Ui, thứ nhất bị mộng năng đấy. 12 này. Tính ra 12 ở đây. Ui, có cái mũ với cả cái áo level, có cái áo cấp độ 12 rồi. Ui, 20 này. Thôi, tỷ lệ cơ hội chiến thắng là 50% rồi. 19 này. Wow. Mình sẽ cứ xếp hết cái giày đây, áo xếp hết đây, quần xếp hết đây. Luôn ra cái mũ. Đây, chúng ta sẽ... gì đây? 18 à? 18. Ôi, có quần 18, giày 18 rồi. Ui. Hai cái, mỗi cái nào cũng có một nửa các bạn ơi. Ngon, nhìn năm này. Mình có cái thuốc giống đợt trước rồi nha. Nhưng mà cái này không phải đánh nhau. Thuốc giống đợt trước làm gì? trận này là chúng ta không đánh nhau nhá. Mình thích đánh nhau rồi. Tự đi đánh nhau bản thân thôi. Giày 4 này, giày 9 này, ui. Khó thế nhở. Khoai quá các bạn ơi. Ai ơi. Trời ơi, tôi bị Iron Man nổ cũng bị chết à. Ôi, trời ơi, ô lý vậy. Ôi giời ơi, chết dở rồi các bạn ơi. Iron Man nổ vẫn bị chết là thế nào? Buồn cười kỳ cục dây. Đấy nha, đợi nha, vứt hết mấy cái này đi. Tưởng là nổ không bị chết, may quá đồ vẫn ở đây bạn. Nhưng mà chắc là đồ nó sẽ có những cái món mà mình sẽ bị mất đi các bạn. Cây da man nhờ, ok. Giày 18 này. Áo 19 này, thôi mặc bừa đi, tầm này quan tâm gì. Mặc bừa đã, phòng thủ đã. Phòng thủ vẫn bị chết đây. Còn tí dính vào cái bẫy giống ngoài nhé. Đây rồi. Ui, giày 18 vẫn là đôi giày này à. Nhưng còn thiếu. Tập trung trí tuệ các bạn. Ui ôi, giật cả mình. Đây, Nano full set rồi. Full set kim cương rồi. Ồ, thế à. Ui, tôi thấy còn đôi giày level 10, đôi giày 12 nữa đó các bạn ơi. Cố lên, sắp được rồi. Ôi xong rồi, Pixel dính bẫy rồi, đi hết đồ rồi. Hay. Chơi bài gì nữa? Hay, bẫy gì ấy, bẫy lửa đốt à? Không, bẫy chui vào trong cái gì nhở? Hắc diện thạch với cả gọn nước mà. Đó, trời ơi. Thường mà, vẫn có cách giải quyết mà. Không có Ngọc Ender. Trời, có gì đâu, vứt hết đồ ra ngoài, tự sát. Vẫn sống, vẫn ngon ngay. Tại lúc khó tao quá. Tao cũng nói sớm, giờ muộn mất rồi. Khó quá các bạn ơi. Tính ra còn đôi giày nữa thôi. Ui, cái gì đây? Cái token này à? Token này thôi chắc là không lấy đâu. Ui, còn mỗi đôi giày các bạn ơi. Đôi giày nữa đây là ngon rồi. Khó quá nhỉ? Đâu, sao nào? Lại bẫy nữa. Ui, cái gì đây? Cái này là cái mũ level Mark 9 à? Qua đó đôi giày đâu rồi, đôi giày level, đôi giày ở phiên bản thứ 12 các bạn ơi. Đâu, đập vào. Đây, mình sẽ ra đây lấy, đây là, ui, đây là cũng là mũ 12 à. Giày đâu rồi, cho xin cái giày coi. Ai à, ui xin chết ạ, mày quá, vẫn còn sống. Bedrock, ui đây có cúc kim cương rồi. Uầy, lucky egg luôn à. Ngon luôn. Lửa đốt với chúng tôi. Đây. Giày này. Giày 10 ạ. Tính ra kiếm được một cái set đồ rất là khoai nha. Thế thanh niên nào được 75% chưa? Ba món đồ nhá. Pixel gọi là đi lên đi xuống này. 50% rồi. Đào gì nhỉ? Hắc diện thành. Uầy. Mười bốn, 13. Trời ơi, không biết là bao nhiêu cái set đồ đó. Đây là 14 này. Đây là 14 này. Đôi giày 14. Khoai nhỉ. Trời ơi. Ok, thôi tiếp đi các bạn này. Không có gì.
không có gì mà chúng ta phải ngán ngẩm cả. Đây chúng ta sẽ có mắc 212. Ui ui, đây rồi. Đấy rồi, tuy rằng nó hơi lảo đây nhưng mà chúng ta cũng được công nhận là một set mà. Ui rồi, mắc chu các bạn đây. Yes, lúc đã được một set hoàn chỉnh các bạn thấy không? Đấy, một set hoàn chỉnh luôn nha. Ui bay xịn luôn bạn. Nào thanh niên này được set đồ hoàn chỉnh chưa? Nào ai à, thanh niên Zeno vào à, được rồi thanh niên. Ui thanh niên cái mũ được... này nữa. Ui thanh niên cũng được set đồ ấy luôn này, hoàn chỉnh luôn này. Ui các bạn thấy không, khi mặc một set đồ hoàn chỉnh và chúng ta có khả năng đặc biệt đó là nhìn thấy vật thể sống này. Ồ, nó sẽ có một điểm lợi rất là ghê. À, thanh niên nào đây, thanh niên nào đây, thanh niên video đang video đang vào đây đây đang đập lúc kêu lóc. Ơ rồi mình phải rồi, thanh niên video chưa có được một set đồ bạn. Rồi chết luôn rồi. Tiến video đi. tính ra cái ơi, đi luôn. Cái bộ 12 này nó không có nhiều kỹ năng các bạn, nhưng mà nó có khả năng là nhìn được vật thể sống này rồi. Ê, thế như này thế nhân vanh phải không? Cái gì đấy? Thế nhân vanh toàn đồ tào lao thì không à? Nhìn xem đủ đấy. Đủ con khỉ trời ơi. À đây đây, thế nhân này vẫn có xét độ. Ui. Rồi, thế nhân ui, thế tính ra là mỗi ba mình mới cả thanh niên vanh với Zeno là tìm được set đồ à? Thế còn thanh niên video được không à? Ủa hay thế nào? Video sắp tìm thấy rồi. Video còn 2 đồ nữa thôi. Ui sao lại nổ chết. Nổ chết. Rồi đây là chết luôn rồi. Á dường chưa? Này mọi người thử từ anh em mình thử ra đây lấy mặc đầu núm mượn một set à. Mặc một set nó có nhiều kỹ năng xịn lắm, nhìn được cả vật thể sống này. Nhìn thấy không? Nhìn thấy phát sáng không? Có ấy luôn, có đèn ở ngực luôn. Đấy, là phải full một set đồ thì chúng ta mới có khả năng đặc biệt. Nhưng mà nói chung là vẫn không giết đâu. Vay thử một cái poi vào mà đánh nào xem chết không. Poi nổ đây để xem còn ở đây không. Còn poi không? À con. Đâu? Đây, poi này. Poi ra. Poi. Ui giời, đâu, bước đây. Bước đâu? Uống rồi. Ôi giời, uống có đánh chết đâu. Tào lao. Chết được không? Chết được các bạn ơi, Iron Man ghê lắm. Ôi ôi, Iron Man nói chung là các bạn thấy không, trải qua bao nhiêu cuộc chiến là Iron Man vẫn bất tử các bạn ạ. Ok thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Thực sự là cái Lucky Block này rất khó để đánh lộn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, chỉ là đi sưu tập những cái set đồ hoàn chỉnh xem ai sưu tập nhanh nhất và có thể là được sở hữu một set đồ hoàn chỉnh thôi, chứ còn đánh nhau thì các bạn thấy không, gọi là không full một set đồ cũng vẫn bất tử thôi. Đó, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh, Pixel, Zeno. Ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và đừng quên comment kiếm bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.